Ok mọi người, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một thanh niên què quặt nhưng mà anh ta có nghị lực rất là lớn và bốc đầu luôn á. Bắt đầu. Thấy ghê chưa? Các bạn có tin không? Đây không phải là hình ghép đâu nha, mà là thiệt á. Bây giờ vô video nè. Đó thì câu chuyện kể rằng vào một hôm anh em tụi mình đang tập trung biểu diễn cho khán giả xem. Đây là anh Ba Khía nha. Thì sau đó mình xuất hiện ra và mình nói: Ok mọi người, nay máy bóp sẽ quay mình biểu diễn cho khán giả nha. Khán giả quá trời đông luôn. Đó thì các bạn có thể thấy thì đây là một cái buổi biểu diễn nho nhỏ cũng như là buổi offline của anh em tụi mình. Mỗi người một kỹ năng và mình cũng đi ra chơi luôn nè mọi người. Khán giả nhìn rất là đông luôn và phía sau cameraman cũng có nhiều khán giả nữa, nhưng mà tại vì thiếu góc quay. Và sau đó thì gì vậy trời? Trời ơi ơi. Lúc mà mình quay trở lại mình thấy thanh niên này và mình cũng hết hồn luôn. Đó. Mình ngoái đầu lại mình nhìn kìa. Thật sự là không thể nào tin nổi vào mắt có một thanh niên băng bó cái đầu, băng bó cái chân, cầm nguyên cái nạng mà đi ra giữa sân để biểu diễn bốc đầu. Đó đó đó, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Anh ta đang chào đón khán giả bằng cách là đưa cái nạng lên để gây sự chú ý. Thì mình thấy á, sau khi thanh niên què quặt này đi ra thì coi như mình là bị mất cái spotlight luôn. Mặc dù mình đã cố biểu diễn những cái kỹ năng bốc đầu đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số, nè thấy không, các bạn thấy mình bốc không? Bốc nhảy xuống luôn, nẹt, cố gắng nẹt bô luôn. Nhưng mà không ai coi á, người ta đang nhìn thanh niên què quặt kìa. Nè các bạn để ý đi, ai cũng nhìn vào thanh niên què quặt. Và bây giờ thì trời đất ơi, bốc đầu luôn, quá kinh khủng luôn. Và anh Ba Khía cũng đang cổ vũ cho thanh niên què quặt bằng cách đưa cái nạng lên. Đó, mình là mình tấp vô luôn mọi người, hết chơi rồi, sân này là của thanh niên què quặt rồi. Mình cũng bốc một tay nhìn cho nó ngầu đi chứ, nhưng mà không lại mọi người ơi. Anh Ba Khía cũng chỉ biết cầm cái nạng chạy tới chạy lui thôi. Coi như ở sân chơi này là của thanh niên què quặt này. Và sau đó mình đứng mình nhìn á thì mình mới biết được danh tính của thanh niên què quặt, đó chính là anh Cường Vlog nha. Đó, anh ta đang đứng lên biểu diễn và khán giả. Khán giả vỗ tay rất là nhiều luôn mọi người ơi. Anh chưa què anh lại. Anh Cường quá không? Anh Cường á. Hồi bữa nay đông kìa, siêu đông luôn ấy mọi người. Em này, hôm nay mọi người rất là đông luôn, khán đài là vừa chỗ ngồi luôn. Đó thì mình đi vô mình nói cho bé búp nghe đó, đây là anh Cường đó. Hào anh. Đó, cho dù mình có cố gắng cách mấy, mình wheelie circle, mình đi vòng tròn cách mấy, mình làm đủ thứ kiểu, nhưng mà đại khái là mình nhìn được ánh mắt của khán giả không phải là nhìn mình nữa rồi. Nè, kỹ năng cực kỳ cao luôn nè mọi người. Đây là wheelie circle, một pha top bi rất đẹp. Đó, lết bánh luôn, quá dữ. Coi như là mình đi vô dẹp xe luôn mọi người ơi, chơi hết lại rồi. Sau đó là một tuyệt chiêu có 102 của anh Cường Vlog, đó chính là ngồi đứng quay lưng lại luôn. Khán giả vỗ tay rất là nhiều luôn mọi người. Phải nói là cái nghị lực của thanh niên què quặt này cực đỉnh luôn. Mặc dù là băng bó một chân, băng nguyên cái đầu luôn, vậy mà chơi rất là đỉnh cao. Thật sự ở sân này không có gì có thể ngăn cản nổi cái độ máu lửa của anh ấy. Sau đó là một màn vừa đốt lớp vừa di chuyển, đại khái được gọi là rip. Nói chung á là chiêu thức nào cũng làm đẹp,
và chiêu thức nào cũng làm rất là ra trò luôn nè. Đó, clip rất kinh khủng, buông một tay luôn. Đó, cho dù á, mọi người có biểu diễn bốc đầu xoay tròn đẹp cỡ nào á, thì khi mà thanh niên què quặt này ra chiêu thì phải nói tất cả đều phải im lặng và lắng nghe. Ủa này giờ mà ta. Thì phải nói tất cả mọi người phải đổ dồn ánh mắt về thanh niên què quặt này. Các bạn biết tại sao á, camera luôn quay về phía mình không? Tại vì cameraman là bồ nhà của mình mà, cho nên cứ quay mình thôi. Mọi người thông cảm xíu nha. Cái gì đây? À, thì ra là anh ba. Anh ba báo cái gì nữa vậy anh ba? Trời đất ơi, báo quá, báo anh em ơi. Cái này chắc là phải đổi tên thành anh ba báo rồi. Nhưng mà cho dù có làm như vậy 10 lần đi chăng nữa thì các bạn có thể thấy đó, thanh niên què quặt mỗi lần ra chiêu là khán giả phải biết chống nạnh lên mà coi thôi. Không ai cầm điện thoại để quay nữa rồi mọi người ơi. Tại vì á, ở ngoài hấp dẫn lắm, quay vô là không có coi được. Phải nói thì thanh niên què quặt này là một tâm điểm rất là đáng chú ý của ngày hôm nay. Và đây là một màn giao lưu gặp gỡ của mình và một vài bạn biết tới mình nè. Gặp gỡ mấy bạn biết mình. Hello mọi người á. Hello mọi người nha. Mình dịch đấy. Rất là vui khi mình đi chơi như thế này có nhiều bạn biết tới mình. Nói chung á thì nãy giờ biểu diễn cũng khá là vui rồi. Phải nói là kỹ năng của thanh niên què quặt này là có 102 trong cái ngày hôm nay luôn. Và danh tính thực sự của thanh niên què quặt này đó chính là anh Cường Vlog mà mình đã nhắc ngay hồi nãy. Còn đây là màn thi của anh Cường Vlog tranh giải cúp Đại Nam năm 2022 nha mọi người. Và trong cái video này mình sẽ để video gốc không có lồng tiếng để cho nó không bị mất chất cái buổi biểu diễn của anh Cường Vlog nha, cũng như là buổi thi. Và thi ở đây là thi 2 ngày luôn nha mọi người, giống như chị gái Thái Lan ở lần trước mình đã up video. Nhân tiện đây thì mình xin các bạn một ít thời gian để mình giới thiệu cái kênh YouTube mới của mình, đó chính là Hậu Ly Short nha. Thì trên cái kênh này mình sẽ đăng những cái video short về những video đã được upload trên cái kênh chính là kênh Hậu Ly. Cũng như là các buổi biểu diễn như thế này, mình sẽ để full clip cho các bạn xem và chiêm ngưỡng những kỹ năng mà anh em tụi mình thực hiện nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì xem anh Cường Vlog biểu diễn thôi. Two minutes left.
go extra cool. One extra cool. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Phải nói anh Cường Vlog là một người vừa hài hước, vừa có năng khiếu. Và đặc biệt thì trong cái video này các bạn đã nhìn thấy rõ được cái điều đó. Còn bây giờ thì video đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.